hồi còn gái rồi thấy nó thường nó ra đường là con trai thấy là nó mê, thành ra ngoại thấy ngoại sợ ra đường rồi nó hiền hậu rồi ra nó dụ dỗ rồi hư rồi xấu cả dòng cả họ. Đây là một cái khu nghĩa địa, mà trong cái khu nghĩa địa này có một gia đình phải dời về đây sinh sống. Đó là gia đình của chị Dứa và anh Thích, cùng nuôi một người con của mình, đó là em Tú. Năm nay chỉ mới 26 tuổi thôi. Em mắc một cái căn bệnh lạ. Trong cái gia đình này á, thì chị Dứa là một người phụ nữ, nhưng bản thân của chị á, phải gồng gánh nuôi một người chồng của mình cùng với một người con bệnh tật. Và để hiểu thêm về cái câu chuyện đó, cũng như là ở clip trước Bùi Hồ chia sẻ về cái bệnh tình của em Tú, thì ngày hôm nay mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ vào bên trong ha. Dạ em chào anh. Mới lại. Dạ. Em lại về. Bao nhiêu số mới về hả? Bệnh nghỉ mấy ngày. Nghỉ mấy ngày nay luôn rồi. Bệnh đó. Bệnh gì? Bệnh chỗ mũi. Nhất bệnh. Chỗ mũi đó. Dạ. Lại thì... Dạ. Bữa nay lại dài. Mình. Dạ. Em lại ông Mình. Dạ. Dạ. Rồi vô nhà anh ha. Thì quay trở lại hoàn cảnh nhà của chị Dứa với lại anh Thích cùng đứa con gái của mình á, để thăm thay mặt Mạnh Thường Quân hỗ trợ số tiền cho gia đình. Chào chị. Dạ con chào, đây là bà ngoại. Bà ngoại hả? Bà ngoại dài đó. Ồ. Bà ngoại hôm nay lớn tuổi rồi, 68 tuổi. Dạ con chào bà ngoại nha. Dạ. Ngồi đi mẹ ngồi. Dạ lên đây ngồi đi bà ngoại. Trong bên đây thì sao lại của mình đây là em? Anh đang hỏi ngộ đây. Bà ngoại nhà ở đâu? Ba. Ấp ba. Chị nhớ cho em đeo này vậy. Em đeo nhất. Hôm nay bà ngoại lại thăm cháu hả? Sáng tính mẹ tính đi mần tôm. Mà ngồi đi, ngồi đi, mẹ chị. Nó mới đi rồi cái nhà nó không chịu, bà ngoại nó khóc quá trời rồi đi nhà nó chịu. Đút cho nó ăn chứ lúc không chịu ăn. Đút không chịu ăn luôn. Không chịu ăn. Đúng. Dạ. Rồi chỉ có mẹ là chăm được thôi. Đút nó không chịu ăn. Dạ. Cái mẹ điện về. Chứ giờ không nghỉ đi bán cái số mấy ngày nay à. Bà ngoại đi bán cái số luôn. Không. Ừ. Anh bán cái số mà bệnh nó bị lỡ mình cái số mũi. Cho mỗi đó nghỉ mấy ngày để tiền lễ chưa đi nhận tới giờ thứ bảy nó mệt vô một nên cho mỗi. Dạ thôi được rồi, bây giờ là em Tú là chỉ có thể là chị Dứa chăm thôi, không bị ý nó ngắt mẹ bầm tay đó. Ngắt bà ngoại hả? Ngắt bầm tay rồi đừng cứ tay gì đi. Bà ngoại năm nay là bao nhiêu rồi? 38 tuổi. 38 tuổi rồi. Chị Dứa là hôm nay không đi làm, đi làm tí xíu về. Đi xíu về. Là không bán vé số rồi lấy gì mình sinh sống. Đó, bởi vì mới mượn bà ngoại xuống giữ mà nó không chịu, nó ngắt, nó khóc quá trời nó khóc luôn. Có vậy hả? Bà mới đi về. Rồi mấy ngày nay không có số rồi sao? Ở nhà chịu chặn. Rồi ăn hết vốn rồi sao? Muốn quắm thì có vốn liền. Vốn thiếu người ta chảnh. Thiếu ai? Thiếu ông đại lý. Nhiều. Thiếu một ly lấy 2 triệu mà trả quà chứ không hết. Là sao? Mượn đó. Mượn ăn. Bán cái tỷ bữa nào không đủ vốn nó thiếu lần ít đi đó. Mình mượn mình xài. Trời mừng rồi. Nó bị cho mũi. Mừng hả? Bị cho mũi. Nay có khách lại mừng đúng không? Mừng đó. Anh lại mừng đó con. Đây là thứ gì đó. Mừng mừng trời đức cuồng. Mừng mừng trời. Đức cuồng. Mừng mừng. Nói gì vậy chị? Con nói gì con nói mừng á. Chào đi, chào. Thật ra thì thấy những cái hình ảnh mà cổ Tú như thế này thì mọi người không khỏi khó xót xa. Nhưng mà trước đây, 8 năm trước thì Tú là một cái cô gái rất là xinh đẹp. Nó con gái đẹp lắm. Dạ, nó cái cảm xúc của con ha, bây giờ kiểu là mình xót xót sao. Cũng một thời con gái mà. Nằm khóc. Hôm em gửi cho chị xem cái đoạn clip thì chị thấy như thế nào? Khóc coi khóc muốn chết luôn. Hồi sáng nó bắt cho chị coi thì nằm giống gì khóc quá trời. Mẹ cũng khóc, ai cũng khóc. Cháu nói chuyện nó khóc quá trời. Sao khóc? Cháu thấy gì thấy cháu nói chuyện dứa là bệnh hoạn mà chăm nuôi con gì khóc quá trời. Chị thấy nó gì tủi lắm con.
Nó không chịu mẹ chăm, bao lần còn chịu mẹ chăm. Còn nhỏ là cái gì là công đó. Nó không chịu mẹ chăm. Mẹ không biết ý hỏi làm sao vậy. Nó chỉ mẹ chừng nào con mắt đái lận chỉ án là mẹ ngoại biết phải không? Cái nó ngoại không biết. Không biết ý, nó khóc quá trời nó khóc. Ngày trước thì còn con gái thì còn xinh đẹp thì kẻ đón người đưa. Kiểu là nhiều chàng trai đeo đuổi. Thì lúc đó nhiều nhiều lắm không chị chứ? Nhiều lắm, bạn bè nó nhiều. Sợ nó ra đường nó khờ nó. Người trai dụ nó. Sợ bị ta dụ mới gả sớm gì đó. Sớm chứ không chịu gả nó. Thôi chưa gả. Ông ngoại nó không cho gả. Nó đẹp lắm. Bây giờ thì chỉ lủi thủi có nguyên gia đình có ba người rồi. Ba người lủi thủi, đi tới đâu cũng ba người. Nằm bệnh viện Cà Mau thì cha nó cũng lủi thủi đi. Lần cho chưa có xe ba bánh đó. Bữa thì đi bị đụng xe. Người ta đụng ổng cái ổng té banh xe hết trơn. Lồm còm ngồi dị dò cẳng chày banh hết trơn. Cái người ta cho tiền thuốc, tiền men rồi kia nổi vậy đó. Đi xe lắc điện được không? Không. Ổng xe lặng chạy xe hai bánh không à. Nhưng mà anh có thể đi xe lắc điện được không? Điện lên chứ. Lắc điện là xe đạp lắc điện hả? Xe lăn á. Xe lăn á. Xe lăn ổng lắc không nổi đâu. Ổng mệt ổng lắc không nổi. Bấm nút thôi. Bấm nút vậy hả? Chắc được. Nó không đi được. Xe đằng này là ông đừng có chạy, là ông đừng có làm hoạt động mà bị gì ông hở tim nhiều lắm. Là ông bị tim. Mấy người vậy đó phải không em? Thì con mình ông bị tim nhiều, cấp này ông bị tim nhiều lắm, ông mệt ông thở. Khổ quá rồi. Nó này là cũng bệnh gan dữ lắm rồi cháu. Gì rồi? Hôm nay nhà mình ăn cơm gì hả chị? À, sáng mua miếng thịt kho. Cho em xem ơi. Ở nhà của mình có mẹ đó, cái mua cho mẹ miếng thịt cho mẹ ăn. Đây là cái gác bếp của mình đây hả? Gác bếp. Đây là chùa cất cho mình. Chùa ở cắt. Nhà mình chỉ có hai cái giường thôi. Có nhiều đó. Cái giường ngoài trước với lại cái ta cho này. Không đó. Ta cho cái giường này là ta cho luôn. Chị ngủ ở đây. Ngủ ở đây mà giờ chị không ngủ đây, ngủ võng. Chị ngủ ngủ võng không mà có anh ngủ. Anh ngủ ở đây. Không ngủ ở đây, ông lắc nè, hót lỗ. Ông lắc dữ lắm. Ở ngoài sau này là mộ không? Mộ không à, ở chút này người ta chôn mà. Mộ không hết trơn, ngọn bên kia mộ hết trơn. Cái này là gì hả chị? Cái hầm. Cái hầm. Cái hầm cầu. Đây là nhà vệ sinh của mình. Nhà vệ sinh. Cũng là chùa cho hết luôn. Cho hết trơn, ta cắt hoàn toàn chỉnh cho nhà này. Nhà là đồ đạc người ta cho hết trơn. Cho hết trơn, cái này là cái này của dì Tám nè. Ai cũng dạy điện hết trơn. Ai cũng dạy điện mà đâu có biết đâu. Ai cũng chỉ hết trơn mà hồi nào giờ không có biết. Tại coi chụp thấy gì rồi điện luôn. Không có biết. Dì mới dạy nè. Bà mới nói lớp giáo bà vẽ ông ơi, bà nói chúng cháu ơi chị thì cảm ơn cháu dùng nhiều sâu, dùng xa nói ra gì ra nước mắt. Bà ngoại nói sao nói đi. Thấy cháu giúp đỡ được cái cháu ngoại gì gì cảm ơn biết nào gì trả cái ơn được cái nghĩa được cái cháu giúp cho tiền bạc cho nó đi trị bệnh thêm muốn đi là chợ gãy thêm đó mà không có tiền nữa cháu ai cũng nóng chân. Thấy gì khổ lắm. Dì Tám cho đồ là người này kia cho không mà. Bể bạch máu nè. Nhà con là ông ngoại còn không? Ông ngoại còn không bà ngoại? Mất gần 6 năm rồi. Có phước dữ lắm, phước dạ. Dữ dằn lắm. Sao ngoại nói sao? Giúp cho cháu ngoại gì được. Cháu có phước dữ dằn lắm. Dạ. Phước cứ ăn nào cho hết. Bây giờ ngoại muốn ngoại nếu như mà cho ngoại có điều ước, ngoại ước gì? Ngoài ước nhờ ngoại không có tiền, có tiền ngoại đi trị bệnh ai chứ. Đau cái chim hốt là nặng lắm mà, chị đi nhắc nhắc không à. Ngoài năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 68 tuổi. 68 tuổi. Có ước cho cháu mình đi lại bình thường không? Trời ơi, dì ước bằng đêm, dì khóc luôn á. Ba dặn cháu rồi, có nó chịu gánh nặng. Dì tuổi thân lắm, ra đường thấy cháu ngoại người ta đi đứng dĩ rồi dòm cháu đó. Dì thấy cái hình của nó, dì để dẫn rồi dì khóc, lấy dì khóc. Còn Mạnh 17, 18 tuổi á, rồi nhìn nó thì khóc lắm, cháu ơi. Tuổi thân lắm, có một đứa cháu ngoại rồi mà bệnh như vậy đó. Được hai ba đứa cũng đỡ. Có một đứa cháu ngoại thôi. Nói này là con đứa một nè, còn ở tớp bên kia thứ ba được hai đứa.
nhỏ cũng được hai đứa, cháu ngoại con mà không có cháu nội, mà đó đứa con thẳng trai rồi bỏ, khó nuôi quá. Con nuôi cháu ngoại đẹp gái mà bây giờ lại bị như vậy luôn. Anh đẹp nhất luôn. Anh đó ba vàng mà hai vàng kia hai đứa gái mà đâu có bằng nó đẹp hết thảy. Anh đẹp nhất. Họ còn gái rồi, ta thấy nó thường nó ra đường là con trai thấy là nó mê, thành ra ngoại thấy ngoại sợ ra đường rồi nó hiền hậu rồi ra nó dụ dỗ rồi hư 16 cây vòng cả họ, thành ra mới gả ông ngoại nó không chịu gả đó, ngoại nó khóc ông ngoại nó không cho gả. Người ta đâu sợ là bị trai gạt người ta sẽ rồi, sợ bị gạt. Nhưng mà ngày xưa là chị Tú là với lại bạn trai của mình là thương yêu nhau mà đúng không? Nó quen cái thằng này như kiểu ông chú nó dắt lại làm mai. Không có quen chứ. Không có quen chứ không gì chứ. Nó dắt lại cái từ từ hai đứa mới tìm hồi hiểu với nhau, nó thương vậy đó. Rồi nó năn nỉ cha nè. Năn nỉ cha dữ lắm. Năn nỉ với cha đó nè. Vì khi là con năn nỉ nó con thương này kia nọ vậy đó. Con gái bệnh hoạn á. Trời lẽ như mà chị được á. Đừng có lo sau này á. Năn nỉ ông vui lắm. Có bác sĩ á. Chồng nhỏ này nè. Năn nỉ mấy cô bác sĩ năn nỉ để được gả dòng già nó rồi ra đi, rồi ngày ra đi là có để lại tiền nào mà cho anh chăm Tú không? Không có. Hồi đám á cho đâu 7-8 chỉ vàng đó. Dạ hồi đó đám á cho đâu 7-8 chỉ vàng đó. Rồi đi rồi nhỏ này đeo mà nó đâu nó đem theo được đâu, nó đi ra mình không rồi bệnh rồi chưa để lại tiền cho mà có không để có lại tiền không? Không có tiền bạc gì hết trơn á, chỉ là cho đồ nó bằng mướn mà nó đi bằng mướn. Chứ không có ở nhà ăn nhỏ này không nè. Ở bên là, vợ không mà tặng ở đó ăn vậy. Là lúc trước là ở bên vợ thôi. Ở vợ không. Nhà bây giờ có thường điện lại không? Tại nó trốn luôn mà. Không có điện một tiếng nào. Không có điện tiếng nào. Mỗi năm luôn mới gì. Nó trốn luôn á. Mới lần đầu nó còn điện ông già điện cho mẹ là cỡ nào cũng lên hết chứ dễ gì con trốn ngã nào cho khỏi. Thì con làm gì nó đi gì đó là con phải lên nói chuyện phải quấy mẹ này kia nọ vậy đó. Rồi nói qua đường rồi thôi bỏ luôn, không ai lên. Thời gian trôi về biết mất liên lạc luôn. Rồi mình điều trị bệnh là hết bao nhiêu tiền cho Tú? Chị bệnh trên Sài Gòn Chợ Gãy đó là phải 4 mấy triệu á. 40 mấy triệu mà Thanh về rồi là sao đóng mua thuốc đó chân là nó trả mình lại được 20 mấy. Trả được 20 mấy. Rồi Cà Mau thì nó ngay ở đây thì không có tốn tiền. Nó có bảo hiểm. Ồ sao mình bán nhà là mình bán cái nhà được? Bán cái nhà được 270 triệu. Mà trước khi bệnh kéo dài là cầm 100 triệu. Tiền lãi tháng 5 triệu cầm ngoài đó. Rồi cầm riết lãi nó tăng không có tiền đóng á. Nó tăng dần cái bán còn dư được có đâu mấy chục triệu vậy. Rồi cái chị bệnh kéo dài vậy đó. Rồi chị bệnh hoài tới không có tiền mới bán. Cái ở nhà trọ đó hết gần 2 năm. Đến thời điểm bây giờ coi như là nhà mình kiệt hội về kiệt luôn rồi. Cái chị đi Mằng Hồ gửi nó đi chị. Chị đi làm Mằng Hồ luôn hả? Gửi trên ngoại. Đi về Mằng Hồ á. Ở ngoài Vũng Tàu á. Rồi cái đi Mằng Hồ mà bô sắt lên trên lầu trên á, ông này ông bệnh, người ta biết ông bệnh, người ta đâu có cho đâu. Rồi cái người ta đâu có cho ông đi ra ơn chị làm không mà ông dọn dẹp, ông đi quanh quang nó sợ té đó. Rồi chị đi Mằng Hồ ông ở nhà. Rồi thấy nhỏ này bệnh càng nhiều nè, cái hai chồng mới đi về. Cái chị đi Mằng Hồ ở trên ở ngoài Vũng Tàu tuốt ở ngoài á. Mới đầu đi Bạc Liêu từ từ lên tới kia luôn. Đi Mằng Hồ mới tay chân cỡ này nè, đi Mằng Hồ cái gì chị mà cũng được hết chứ. Nó hồi con gái nó đẹp lắm. Cái gì cũng mang được hết chứ. Đi về hai chồng té xe từ trên Sài Gòn về đây hai chặng. Bị xe đụng tính chết không mà. Khổ lắm con hồi thấy nghe nói cháu lại đây qua kia lại đây quay phim đây. Vì giải cháu mở giúp được cho ngoài gì đó, được số tiền thì nhiều á. Vì cảm ơn dữ lắm. Cái ơn cái nghĩa gì đó. Sống để bụng chết gì đem theo không bây giờ quên mặt cháu đâu. Đi từ thiện. Không có tiền thì từ thiện chết nè, rồi bể bạch mã, bể bạch nè. Bầm cỡ. Nay hai bữa không hết rồi tính đi chích là không có tiền nè. Không có tiền luôn rồi. Bây giờ bây giờ thiếu nợ tiền là gần 2 triệu. Thì hiện nay trong nhà mình còn nhiều không chị dứa, còn nhiều tiền không? Nói không nghe rồi, sao không cười? Có tiền bạc gì đâu cháu. Hỏi nhà không có tiền bạc gì hết trơn á. Miễn thiếu chút đỉnh thì chạy lên chú Bảy cho con mượn 100, 200 vậy đó.
cái dồn cái bán không đèn không trả. Anh biết hỗ trợ 2 triệu thì có gửi trả đi bớt không? Gửi trả, bữa nào gửi có thì trả 50. 50 vậy đó. Rồi cái bữa nào không có thì không có gửi. Chú Bảy nữa này ông cũng được, ông thương. Hoàn cảnh đây ông thương lắm. Ông xuống. Đâu ngại mỗi lần nói chuyện là khóc à? Khóc dữ lắm. Thấy nhỏ này khóc lắm không? Khóc dữ dằn, ban đêm gì vậy chảnh á. Vì thấy cái hình đó, vì để nào nằm á, vì khóc á. Thấy tuổi. Nãy ông, ta nhỏ nãy ông cho được nhiêu tiền nữa nè. Sáng làm được mấy chục ngàn chưa lấy. Đâu nhiêu? Hôm 2 ngày trước mới gửi 2 triệu mà trả ai 2 triệu, rồi mua thuốc. Rồi đóng tiền điện, đóng tiền nước. Đóng tiền điện nước nhiêu? À, đóng tiền điện nhà này 300 mấy chục ngàn. Tiền nước mấy chục ngàn, tiền wifi 200 ngàn. Cái gì mượn tiền người ta trả mấy trăm ngàn. Rồi bao nhiêu mua thuốc bé thuốc. Mua hết nhiêu tiền thuốc rồi? Mua thuốc là gần 400 ngàn. Vậy là 2 triệu còn lại được nhiêu? Ừ. Khổ lắm cho họ gia đình. Ăn trước trả sao, mượn tùm lum hết trơn. Mượn giết người ta sợ không chết. Nhà này là bệnh gì, ai cũng biết. Ở xóm này, xứ này là ai cũng biết vậy. Ai không biết cha con nó chứ. Mà người ta xúi. Người ta xúi như... gái mà. Người ta xúi mình điện vậy đó, mình không có biết. Giờ việc xấu không quá. Biết ai chứ á. Bây giờ chỉ ước là cho giúp đỡ được để mà cho con gái mình có thể xây cùng với lại chồng nuôi con xây sở trong cuộc sống thì quá khổ đúng không? Dạ quá khổ với cái nhà bà ảnh đó con. Giờ là có cái nền đó, nó làm anh nuôi nó cho mượn ở suốt đời luôn, nó không có lấy lợi. Có cái nền đúng có không? Có cái nền, không có nhà đó chứ. Có khi nào ở đây thì thấy tự nhiên cái khu này là khu nghĩa địa em để. Mình với sợ cũng... nhiều khi 5 năm rồi mình cũng từ từ mình trả. Mà sợ bất tử nữa, rồi nhỏ kia làm chung vậy đó. Nó thấy rồi nó cho mượn, ở không có thời hạn luôn, nó cho mình ở hoài luôn. Rồi... Nền dài cũng dài lắm rồi, dài nha, có 3 mét rưỡi. Dài dài lắm. Nghe cho mình nói gì đó. Chị em bạn làm chung vậy đó. Rồi làm... Đêm chị nghe đừng ngủ được nhiều không? Hôm ấy gì 12 giờ chị em chưa ngủ hết đó. Dạ. Nhỏ này thức tới gần 2 giờ cho uống viên thuốc ngủ mới ngủ đó. Ừ. Rồi nó ngủ tới gần 11 giờ mấy giờ trưa nó mới thức đó. 11 giờ mấy trưa nó mới thức. Rồi nó thức thì chị đi về cái nó ngoại nó đút ăn, nó không chịu, nó bấu bá không mà. Bấu khẽ ra chứ. Nó không chịu. Giờ chị 4 ăn giờ. Ăn cơm nhiều không? Tú ăn được cơm chừng nữa chén cơm. Chén cơm nó bốc quá mà nó móc vào ngoài. Thấy cháu lợi là nó mừng lắm. Nó biết. Mừng không con? À, mừng. Mừng. Ruột chưa? Khổ. Mừng á. Giờ nó đi, nó ngủ mấy chị đi làm được thôi. Nó chị làm 4 giờ. Thì giờ nó thức rồi về tắm rửa nó. Giờ bây giờ ba người ở trong mình còn có lại mấy 20 ngàn rồi trời. Hồi nãy móc ra được nhiêu? Hai mấy ngàn rồi. Khổ hơn. Hôm qua sao mà hết tiền mà cười? Vậy giờ khổ biết quá. Nói sao giờ? Rồi ra nước mắt. Hay á thì con trở về đây để thăm lại cái gia đình của mình. Thì hoàn cảnh của mình cũng phải nói là vô cùng đáng thương. Thì trước tiên thì con thay mặt Mạnh Thường Quân là bạn Thảo gửi cho gia đình mình 3 triệu. Bạn Thảo ở Mỹ gửi cho gia đình mình 3 triệu. Thay mặt cho cô Lê Thơ ở Úc, kênh của Úc Đồng Tháp gửi cho gia đình mình 2 triệu thì em gửi cho gia đình mình 5 triệu để xây sở trong cuộc sống ha. Thì có thể là chị sẽ trả trước cái phần anh thích với tiền để mà bán vé số á. 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu. Còn nhiêu đây thì chị có thể xây sở hoặc là mua thuốc men cho em. Thì em sẽ để số điện thoại của chị lên thì mọi người có thể gọi trực tiếp để giúp đỡ cho chị ha. Dạ, chị cảm ơn. Chị cảm ơn con nhiều lắm. Giúp đỡ cho cháu ngoại được gì thiệt. Cái ơn không biết chừng nào cho quên cháu đâu. Bởi vì sống đi bụng chết gì thì anh theo không bao giờ gì quên mặt cháu được đâu. Dạ.
Tao giúp gì là chứ hưởng cái phước dữ lắm. Con Cà Mau này quen nhiều người lắm. Mà đâu có biết ai đâu, tại vì lên thấy số điện thoại đó. Cái điện hỏi chị Hường chỉ chị đó, không biết. Em tên Bùi Hồ ở Đồng Tháp á. Thật ra thì mọi người chung tay với nhau giúp đỡ vì thấy cái hoàn cảnh của mình vô cùng khó khăn. Và đặc biệt là cái tuổi đời của Tú còn khá là trẻ mà lại mắc một cái căn bệnh mà phải nói là vô cùng đáng thương luôn. Thì mong rằng khi mọi người xem được video clip này, nó có thể chia sẻ đến mọi người để có thể liên hệ trực tiếp đến đại chị Dứa để mà có thể kịp thời hỗ trợ một miếng khi đói thì bằng một gói khi no. Chị có muốn nói lời nào với lại Mạnh Thường Quân không? Chị cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân nhiều lắm. Chị muốn như giúp đỡ chị vậy đó, rồi ở nhà chị nuôi con vậy đó, nuôi nó để đi rồi không ai giữ nó hết trơn á. Nó cứ khóc không mà, nó khóc nhiều nó mệt, nó bị ngất, nó xỉu chết queo luôn đó. Rồi cho nên là không đi đâu được, chỉ là về cái giờ nó 4 giờ sáng là đi đi lọc tôm đó, đi có chút xíu về, nó thức dậy là cha điện về. Đi đâu có lâu đâu, ban ngày đâu có đi làm được, nó khóc dữ lắm. Ban đêm có ngủ đâu, ngủ chừng tiếng là tiếng đồng hồ vậy lắm mà không có ngủ nhiều. Chị cố gắng giữ gìn sức khỏe vì đâu đó em nghĩ rằng chị là trụ cột chính trong cái gia đình của mình. Nếu như mà chị có gục ngã thì mọi người sẽ khó khăn, chồng chắc khó khăn nữa. Nên làm gì làm thì cũng phải cố gắng giữ gìn sức khỏe để mà là chỗ dựa vững chắc cho Tú hơn. Thì một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác với anh chị là Mạnh Thường Quân đã ủng hộ và đồng hành cùng kênh Bùi Hồ. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn. Chị muốn cháu mà giúp được cho căn nhà được.